Bộ phim Mỹ Nhân Tâm Kế. Tập 1. Hoàng hậu nương nương giá đáo. Hoàng hậu nương nương. Nương nương, thiên hạ như được thái bình, thì hoàng thượng đã phái người đón nương nương vào hoàng trưởng tử hồi cung. Mọi người trong cung nói hoàng thượng rất trọng tình nghĩa. Cuộc sống tốt của hoàng hậu nương nương vòng dài. Cuộc sống tốt có lâu dài hay không, không phải xem điều này, phải xem sau này trong đông cung ai là chủ nhân ở đó. Từ xưa người kế thừa đế vương chỉ lập trưởng không lập nhỏ, tất nhiên hoàng trưởng tử chính là thái tử rồi. Không lẽ còn có người dám dòm ngó dương vị của hoàng trưởng tử sao? Chuyện này không ai biết trước được. Nãy nương, đuổi theo ta đi. Điện hạ, chậm thôi, chậm thôi. Hoàng hậu nương nương, thả ta ra, thả ta ra. Đứa con của bà cơ cũng lớn vậy rồi à? Xem ra bổn cung không thể không đề phòng rồi. Ngươi trông giữ cho cẩn thận, nếu lỡ có sơ sót gì, ngươi gánh vác nổi sao? Dạ. Nãy nương, điện hạ, chúng ta mau về đi, nếu không bạc cơ nương nương sẽ rất lo. Nãy nương à, ta muốn uống sữa, ta muốn uống sữa. Bây giờ sao? Nãy nương à, ta muốn uống sữa, ta muốn uống sữa. Nãy nương. Được rồi, được rồi. Lớn vậy rồi còn đòi uống sữa. Bạc cơ nương nương năm 25 tuổi mới có đứa con này, nên cưng chiều hết mực. Con nít không được cưng chiều, nếu vậy sẽ không lớn nổi đâu. Nương nương, nương nương không được nói lung tung. Sao ta chưa từng gặp nãy nương này vậy? Quấy là bạc cơ nương nương tiến cử vào cung, đại dân bái quyền, mới vào mấy ngày thôi. Bái quyền? Nói vậy quấy là dân quê ta rồi. Để hôm nào kêu cô ấy tới tiêu phòng điện chơi đi. Dạ. Hoàng hậu nương nương, Hương Liên tới rồi. Hoàng hậu nương nương trường lạc vô cực. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Ngươi làm gì vậy? Ta đâu có trách ngươi. Nhìn ngươi sợ tới như vậy kìa. Người khác không biết, còn tưởng ta là một con hổ nữa. Được rồi, không có chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi. Dạ. Mạc Ly, ngươi cũng lui xuống đi. Dạ. Cung nữ trong tiêu phòng điện đều chân tay dụng về, làm người chê cười rồi. Hoàng hậu nương nương có chuyện gì xin cứ căn dặn.
Nô tỳ chỉ là một nãi nương. Đứng dậy đi. Đừng căng thẳng. Ta cho gọi ngươi tới không phải dặn ngươi làm gì, mà là vì chúng ta là người bái quyền. Hoàng hậu nương nương cũng là người bái quyền sao? Đã lâu ta cũng không về bái quyền rồi. Vào lúc đó ta du ngoạn, giặt vũ, ném bóng. Ngày tháng trẻ thơ đó đã xa rồi. Ngay cả nghe âm gian hương đồng cũng là điều xa xỉ. Bây giờ tốt rồi, bây giờ có ngươi, hai ta có thể nói chuyện rồi. Đúng rồi, ta thấy ngươi cũng không giống con nhà nghèo, sao lại vào cung? Dạ thưa hoàng hậu nương nương, gia đình nô tỳ ở bái quyền vốn có một cái tiệm nhỏ. Phu quân nô tỳ là người thật thà, có một đứa con gái 7 tuổi. Năm ngoái nô tỳ có mang, phu quân đột nhiên mắc bệnh qua đời. Trưởng bối trong dòng tộc vừa tranh giành gia sản, cố ý buông lời gièm pha, nói đứa con trong bụng nô tỳ khắc cha, ép nô tỳ phá bỏ đứa bé, rời khỏi bái quyền. Khi nô tỳ cùng đường bí lối, gặp được Bạc Cơ nương nương. Nương nương thương tình, cho nô tỳ vào cung làm nãi nương. Nô tỳ và con gái mới có một con đường sống. Đúng là mỗi nhà có một nỗi khổ riêng. Ta thấy người cũng còn trẻ, 30 hay là 35? Dạ thưa nô tỳ vừa qua 25 xuân xanh. Ngươi nhỏ hơn ta 5 xuân xanh. Ngươi xem, ngươi xem nè, làn da này. Hương Liên à, đàn bà chúng ta không có gì rồi, nên không thể không có thanh xuân. Không còn thanh xuân là không còn hy vọng. Ngươi còn rất trẻ, chắc ngươi không muốn sống những năm tháng lạnh lẽo cô đơn chứ. Vậy ngươi có định kiếm một phu quân để gả không? Đây là hoàng thượng ban thưởng cho ta, có tác dụng dưỡng da. Thoa nó lên người, ngươi sẽ thấy nó có hiệu quả bất ngờ. Cái này là của hoàng thượng ban cho nương nương. Sao nô tỳ có thể? Ta gọi ngươi đến đây chính là xem ngươi như tỷ muội. Bây giờ ta còn trẻ thì hoàng thượng đã có thích cơ, bạc cơ. Mai đây ta già rồi, tàn rồi, không còn ai cần nữa, thì ngươi chính là tỷ muội tốt nhất trong cung của ta. Cầm lấy đi. Tạ nương nương. Vào cung đã một tháng nay, ngươi đã quen chưa? Đa tạ phu nhân thương tình, người trong cung rất thân thiện, nhất là hoàng hậu nương nương. Người không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng. Bà ấy không phải là chủ nhân dễ hầu hạ đâu. Ở trong cung có rất nhiều khẩu Phật tâm xà hụt hạt với nhau. Ngươi đừng khờ, tới chuyện gì cũng cho là thật. Chuyện gì cũng phải cẩn thận thì tốt hơn, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng bị thiệt thòi. Ngươi thì biết rồi. Đa tạ phu nhân. Cũng may là được phu nhân cho ở lại, nếu không mẹ con nô tỳ phải lang thang ở ngoài đường rồi. Nô tỳ không có gì đa tạ phu nhân. Đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng, nô tỳ không thoa tới nó nên mượn qua dân Phật. Ngươi cũng biết trước giờ ta không thoa những thứ này mà. Nương nương, nương nương không sao chứ? Sao lại như vậy? Ta biết ngay mà. Hoàng hậu nương nương không đơn giản, chỉ muốn kết giao với ngươi. Thì ra bà ấy có ý đồ này. Ý đồ gì? Ngươi nghĩ đi. Nếu như ngươi thoa phấn này lên người rồi, ai dễ dàng trúng độc nhất? Điện hạ, vậy chúng ta có nên nói cho hoàng thượng biết không? Họ là phu thê hoạn nạn, hoàng thượng sẽ không tin đâu.
Nói không chừng bà ta nói là ngươi, thì ngươi có 10 cái miệng cũng không thanh minh được. Phu nhân, xin phu nhân cứu tôi. Dân tịch con gái tôi chỉ mới 7 tuổi. Tôi không thể chết được. Ngươi đi đi. Vậy còn phu nhân và điện hạ? Ngươi yên tâm, ta không để bà ta làm hại con ta đâu. Hoàng hậu nương nương, nương nương nhìn chậu hoa kia kìa, hai đóa cùng nở, đó là điềm lành. Đi, người đi ngắt bỏ đóa hoa dư thừa đó đi. Vậy ngày không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai chủ, ngự hoa viên này sao có thể chứa được nhiều xuân sắc chứ? Dạ. Vật quý gì hiếm, hai đóa cùng nở dù có đẹp, làm sao có thể xuất chúng bằng một đóa chứ? Cũng đã một ngày rồi, nên có động tĩnh mới phải. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, không hay rồi. Các ngươi lui xuống. Dạ. Nói, Hương Liên dẫn theo cô gái bỏ trốn rồi. Cái gì? Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, nương nương không sao chứ? Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cho gọi thái y đi. Mặc Ly, ngươi mau đi tìm người. Nhất định không thể để mẹ con Hương Liên trốn thoát. Nếu còn cần gì, cứ tới tìm ta. Tuyệt đối không được để cho họ trốn thoát. Nếu để cô ta đồn ra ngoài, đồn tới tay của hoàng thượng, thì ta không thể sống tiếp ở trong cung này nữa. Ta không thể để lại tai họa cho ta. Ngươi biết chứ? Đi mau đi. Đi đi. Dạ. Nhanh lên. Mẹ, tại sao họ lại đuổi theo chúng ta? Đừng hỏi nữa, chạy mau đi, nếu không không còn kịp nữa. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi. Nè, cô là ai hả? Tráng sĩ, xin hãy cứu chúng tôi. Cứu cô. Cô tới đây làm gì? Có người đuổi giết chúng tôi. Thợ săn kia, người có thấy một người đàn bà dẫn theo một cô bé chạy ngang qua đây không? Mấy vị đại gia, nơi này hoang vu hẻo lánh, làm gì có đàn bà và một cô bé chứ? Thật sự không có. Vậy sao? Đừng lên tiếng. Thì ra là một con thỏ. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Vị đại ca, đây là con thỏ sống, ta bán ngươi 4 đồng tiền, ngươi mua không? Đi. Đừng lo lắng, đợi một lát. Xong rồi. Tráng sĩ, chúng tôi chỗ này không thể nán lại đâu. Có gì tới nhà tôi rồi nói. Được, đi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Đi nhanh.
Đúng là đáng ghét. Bọn người trong cung đình ăn no rồi chỉ biết làm chuyện xấu. Nè nè, uống chén trà đi. Thận Nhi, con đi chơi với Tiểu Tỷ Tỷ đi. Tỷ Tỷ, muội tên Thận Nhi, còn tỷ tên gì? Tỷ tên Đỗ Văn Tịch. Chúng ta đi chơi đi, chịu không? Đi thôi. Nè tiểu muội, đa tạ. Lần này coi như muội thoát được kiếp nạn này. Sau này muội có dự tính gì không? Muội có một ca ca làm đình trưởng ở Qua Bích Thiếu Lăng Nguyên. Muội định tới đó tìm huynh ấy. Cũng tốt, hai huynh muội có thể chăm sóc lẫn nhau. Phu quân à, ngày mai chàng tiễn họ một đoạn đi. Không sao, hai mẹ con lên đường như vậy tỷ không yên tâm lắm. Đa tạ. Đừng khách khí, chuyện nên làm mà. Mở cửa ra, mở cửa. Nguy rồi, chúng đuổi theo tới đây rồi. Mở cửa mau. Nàng dẫn họ ra phía sau trốn đi, để ta ứng phó bọn chúng. Được, đi. Nếu còn không mở ta phá cửa đó. Dân Tịch đi nào, xông vào đó. Xông vào, nhanh lên. Cẩn thận đó, xông vào đi. Nhanh lên, trốn vào đi. Cứ để hai đứa trốn ở trong này trước. Đừng. Phu quân, ta liều chết với ngươi. Hai con ngoan ngoãn ở đây, không được ra ngoài biết chưa? Mẹ, con mẹ. Mẹ sẽ quay lại nhanh thôi. Nếu lỡ mẹ không quay lại sau khi trời tối, con nhớ dẫn muội muội tới Thiếu Lăng Nguyên tìm cửu cửu. Con còn nhớ được tới nhà cửu cửu không? Con ngoan. Mẹ có lỗi với con. Mẹ. Dân Tịch, con hãy cố gắng sống nha con. Sống một cách can đảm, kiên cường. Dân Tịch tỷ tỷ, chúng ta đang chơi trò trốn tìm sao? Đừng lên tiếng. Mẹ, mẹ. Mẹ ở đâu vậy mẹ? Mẹ ơi, con sợ quá. Mẹ ơi. Thật ra mẹ đang ở đâu? Cha, cha tỉnh lại đi. Cha tỉnh lại đi cha. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Mẫu hậu, mẹ đang nghĩ gì vậy? Con kêu mẹ rất lâu nhưng mẹ không nghe thấy. Nương nương. Chuyện đó đã được giải quyết. Nương nương cứ yên tâm. Doanh Nhi, nè, qua đây. Doanh Nhi, mẫu thân vì con
không màng đôi tay mình dính đầy máu. Con phải nên người, phải làm nên trò trống. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, bạc phu nhân cầu kiến. Nhanh vậy sao? Nương nương, có cần nô tỳ ra từ chối không? Lính đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Nếu bổn cung làm rồi thì không sợ bà ta tới hỏi tội. Kêu bà ta đợi ở điện trước. Dạ. Mẹ, hoàng hậu nương nương giá đáo. Hoàng hậu nương nương trừng lạc vô cực. Đứng lên, đứng lên đi, đứng lên đi muội muội. Tạ nương nương, bình thường muội muội ít khi đến tiêu phòng điện của ta, sao hôm nay lại có nhã hứng tới đây vậy? Hồi nương nương, thần thiếp tới để xin một chuyện, mong nương nương đồng ý. Muội muội khách khí rồi, có chuyện gì muội cứ nói, chỉ cần bổn cung làm được, ta nhất định sẽ giúp muội. Thần thiếp xuất thân bần hàn, được hầu hạ bệ hạ đã là phước đức ba đời rồi. Bây giờ thiên hạ mới ổn định, bốn bề thanh bình, hậu cung dưới sự quán xuyến của nương nương trật tự có nề nếp hòa thuận như một nhà. Thần thiếp bất tài, muốn học được sự hiện đức của nương nương để giúp đỡ bệ hạ. Thần thiếp cầu xin cho thần thiếp dẫn Hằng Nhi tới thay ấp đại quốc, suốt đời ăn chay để cầu phước cho đại hán. Xin nương nương đồng ý. Muội muội còn trẻ như vậy đã tới thái ấp, vậy chẳng phải đáng tiếc hay sao? Cho dù bổn cung có đồng ý cho muội đi thì hoàng thượng cũng chưa chắc đồng ý. Mẹ, 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 thần thiếp đã quyết tâm rồi, xin nương nương đồng ý. Muội muội, muội đang làm gì vậy? Đứng lên, mau đứng lên đi, đứng lên đi. Tạ nương nương, nếu muội đã quyết tâm đi, bổn cung cũng khó nếu kéo lại. Hằng Nhi, đứng lên đi. Hằng Nhi, con có một mẫu thân tốt, sau này con nhớ chăm sóc mẫu thân cho tốt, biết chưa? Dạ, thần Nhi biết rồi. Tạ hoàng hậu nương nương, mẹ con thần thiếp xin cáo lui. Tỷ tỷ à, con người chết rồi thì sẽ được lên thiên đình, có đúng không? Tận Nhi, trước kia cha tỷ qua đời, mẹ cũng nói với tỷ như vậy. Vậy nếu muội nhớ họ thì phải làm sao? Muội ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngủ say rồi cha mẹ muội sẽ vào giấc mơ tìm muội. Có thật không? Trời sắp tối rồi, muội sẽ ngoan ngoãn ngủ một giấc. Dương Tịch tỷ tỷ, chuyện gì? Tỷ đừng chết nha, muội chỉ có tỷ tỷ, đừng bỏ rơi muội được. Tỷ không chết, tỷ sẽ mãi mãi bên muội. Chúng ta móc ngoéo đi. Được, móc ngoéo. Chúng ta móc ngoéo 100 năm sau, không được nuốt lời, ai nuốt lời biến thành heo. Chúng ta đi thôi.
Cha, cho hư hỏng nè, trốn học phải không? Còn đứng lại cho ta. Đứng lại. Mẹ, mẹ ơi, ra đây. Ra đây đi, cha muốn giết con. Ngươi con không dạy là lỗi tại cha. Hôm nay ta không dạy dỗ lại con, ta sẽ giết ngược chữ điền của điền đại nghiệp ta. Cha giết ngược cũng là chữ điền thôi. Còn đứng lại. Mẹ, dừng, cha dừng tay đi. Dừng tay lại đi mà. Chúng ta chỉ có đứa con này, chàng hù cho nó sợ được rồi, chàng đánh nó thiệt sao? Nàng tránh ra. Không tránh, cũng tại nàng chiều hư nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn nàng cũng phải tới đại lao thăm nó. Chàng có cần phải giận tới như vậy không? Chỉ là trốn học thôi mà. Đây gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Chàng làm cả đời cũng chỉ làm đình trưởng thôi. Vậy mà chàng còn mong trong chuồng gà của ta sinh ra một con phượng hoàng sao? Tên tiểu tử thối tha này. Cái gì? Dù sao thì thiếp còn chia được gia nghiệp. Còn chàng? Chàng nói đi. Chàng thì sao? Nếu không phải ở rể nhà thiếp, tiếp quản vị trí của cha thiếp, thì không biết chàng còn đang sống ở góc xó nào kìa. Vậy mà chàng còn dám đánh con sao? Thiếp cho chàng biết, có bản lĩnh thì kiếm cho nhiều tiền, để cho mẹ con thiếp hưởng thụ cuộc sống, có người bưng cơm, mặc xiêm y cho mình. Sao hả? Không nói được nữa phải không? Vậy thì im đi. Quốc Xuân, theo mẹ. Mặc kệ cha con, mẹ có nấu đồ ăn ngon cho con. Cửu cửu, Vân Tịch. Qua đây, qua đây đi. Qua đây. Chuyện gì vậy? Thiếp hỏi chàng. Chàng định sắp xếp hai đứa bé đó như thế nào đây? Cho chúng ở lại đây. Cho chúng ở lại. Chàng nói nghe dễ quá hả? Số tiền ít ở đó của chàng nuôi được mấy người hả? Nó là con gái của muội muội ta, là cháu gái ruột của ta. Điền đại nghiệp, nếu chàng được nhà rộng nghiệp lớn như tên của chàng thì thiếp sẽ không nói gì hết. Nhưng chàng nhìn lại bổng lộc của chàng đi. Nuôi thiếp và con cũng đã khó khăn rồi, chàng lấy gì nuôi người ta hả? Trước kia mụi mụi ta cũng có đưa tiền cho ta, dựa vào cái này nàng không thể cho nó ở lại được sao? Hơn nữa nó lại đứa con nít ăn được bao nhiêu? Bất quá ta cho nó phần của ta như vậy được chưa? Không được. Vậy được, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn nó đi. Thôi được rồi, đứa cháu gái ruột thịt của chàng có thể ở lại, nhưng còn đứa kia thì nhất định phải đi. Nhà mình vốn không được giàu sang gì rồi, bây giờ nuôi thêm một đứa bé không rõ lai lịch, chàng kêu thiếp phải làm sao sống đây? Không rõ lai lịch cái gì? Đứa bé đó còn nhỏ như vậy, chàng kêu nó đi đâu? Điền đại nghiệp, nếu chàng còn nói điều kiện với thiếp thì ngày mai chàng đi chung với chúng luôn đi. Nhưng thiếp nói cho chàng biết, suốt đời này chàng đừng mong gặp được Điền Quốc Xuân, con của chàng. Nàng nè. Cửu cửu à, con không muốn chơi trò trốn tìm nữa, con đói rồi. Không chơi nữa, con đói bụng rồi à? Được, con đứng đợi ta nha, đừng đi đâu hết. Cửu cửu đi mua đồ cho con ăn. Chuyện gì nữa? Vân Tịch tỷ tỷ đi đâu rồi? Tại sao tỷ ấy không đi chung với chúng ta? Vân Tịch tỷ tỷ đang đợi chúng ta ở phía trước. Đợi con ăn xong, ta sẽ dẫn con đi tìm Vân Tịch tỷ tỷ nha. Dạ. Con đứng đây đợi cửu cửu. Cửu cửu sẽ về nhanh thôi. Không phải ta nhẫn tâm không giữ con lại, mà vì nhà ta thật sự không có tiền nuôi nhiều người như vậy. Con đừng trách ta.
Dân tịch tỷ tỷ, cứu cứu, hai người đang ở đâu? Dân tịch tỷ tỷ, cứu cứu, hai người ở đâu? Hội không chơi trò trốn tìm nữa. Dân tịch tỷ tỷ, ngươi đó, cho ngươi tìm mấy mỹ nhân cho ta, thì ngươi đi tìm mấy mẹ dạ xoa về. Nếu cứ như vậy thì chưa tới một năm, Lâm Nguyệt Lâu của ta phải dẹp tiệm mất. Hồng Di à, mỹ nhân chỉ tìm cờ gặp chứ không cưỡng cầu được. Tôi đã cố gắng lắm rồi, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ta không tin một thiếu lăng nguyên lớn như vậy không tìm ra được một ai có chút nhan sắc. Người đó không chịu đi kiếm nhiều chỗ. Ta thật không biết ngươi, các người có ích gì nữa. Cửu cửu, đứa nào có mắt mà không trồng vậy? Cửu cửu, dân tịch tỷ tỷ, tiểu muội muội, sao muội lại đứng đây một mình? Nhà muội ở đâu? Cha mẹ muội đâu? Cha mẹ muội lên thiên đình rồi. Dân tịch tỷ tỷ nói chăm sóc muội, dẫn muội đến nhà cửu cửu. Nhưng dân tịch tỷ tỷ biến mất rồi, cửu cửu cũng biến mất rồi. Hồng Di, hiếm khi gặp được một tiểu mỹ nhân như vậy. Tiểu muội muội đứng lên trước đi, thật là tội nghiệp. Hay là về đi, muội theo ta về nhà trước, ta sẽ nấu món ngon cho muội ăn. Không, muội phải đứng đây đợi cửu cửu, muội phải đợi dân tịch tỷ tỷ. Ngốc à, muội đứng đợi lâu từ nãy giờ cũng không thấy họ quay lại, chắc chắn họ muốn bỏ muội rồi. Muội coi, bây giờ trời cũng gần tối rồi, trời mà tối thì xuất hiện rất nhiều kẻ xấu. Bọn xấu này thích nhất là ăn trái tim của con nít. Được rồi, ngoan, muội hãy theo Hồng Di về nhà. Hồng Di bảo đảm muội được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống còn sung sướng thoải mái hơn tiểu thư trong kinh thành nữa. Đi nào, ngoan. Dân tịch tỷ tỷ, tỷ nói tỷ sẽ không bỏ rơi muội, tỷ nói mà không giữ lời, tỷ là kẻ xấu, muội ghét tỷ, muội ghét tỷ. Cửu cửu, cửu cửu, Thận Nhi đâu? Sáng nay con thức dậy là không thấy muội ấy rồi, muội ấy đâu rồi? Dân tịch, con hãy nghe cửu nói. Cửu cửu vô dụng, cửu không nuôi nổi nhiều người như vậy, cho nên cửu cửu đã đưa Thận Nhi đi rồi. Thận Nhi không nhìn thấy con sẽ rất sợ, con phải đi tìm Thận Nhi. Con đã móc méo với muội ấy, con hứa với muội ấy sẽ không rời xa muội ấy. Dân tịch, không được đi. Cửu cửu à, con xin cửu cửu, cửu cho con đi tìm muội ấy đi. Cửu cho muội ấy ở lại có được không? Con biết chẻ củi nấu cơm, con sẽ trông chừng muội ấy, con không cho muội ấy nghịch mà. Cửu cửu, con xin cửu cửu. Đại tiểu thư của ta ơi, con không gánh vác gia đình, không biết gạo củi mắc cỡ nào đâu. Cửu cửu của con không phát tài, thêm một người không phải chỉ thêm đôi đũa đơn giản như vậy đâu. Nuôi con thôi bọn ta cũng phải ăn ít đi rất nhiều rồi. Con nói, nếu nuôi thêm một đứa đó nữa, con muốn cho bọn ta chết hay sao? Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, nào không thể nói bớt vài câu sao? Thiếp đâu có nói nó, thiếp chỉ dạy nó đạo lý làm người thôi. Con muốn đi thì mau đi đi, nếu đi rồi thì đừng quay lại, như vậy đỡ tốn kém. Dân tịch, nín đi. Là cửu cửu không tốt, cửu cửu có lỗi với con. Thận Nhi là đứa trẻ ngoan, nó nhất định tìm được một người tốt nhận nuôi nó mà. Con yên tâm đi. Cửu cửu, nè, con khóc xong chưa gây đủ sao? Nếu con khóc xong rồi gây đủ rồi thì đi làm việc đi, nhà này không nuôi người rảnh rỗi. Thẩm Bích Quân, Điện Đại Nghiệp, thiếp đã chịu theo ý chàng rồi, đừng có bớt một thêm hai nữa. Cửu xin lỗi dân tịch. Cửu cửu, dân tịch, dạ, để mây thuộc này đi giặt đi, không phải hôm qua mới giặt sao?
Hôm qua con cũng ăn cơm rồi, vậy hôm nay con có cần ăn nữa không? Nhanh lên, đang đợi mặt đó. Giỏi lắm, lại lén đọc sách của ta rồi. Biểu ca, muội thôi được rồi, không sao hết. Dù sao ta cũng ghét loại sách này. Nếu muội muốn đọc thì muội cứ đọc đi, cầm lấy. Nhưng muội phải đồng ý cho ta hôn muội một cái. Biểu ca, đừng mà, thả muội ra. Muội đẹp quá, đừng mà. Biểu ca, đúng là gan tày trời. Chủ mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Ngươi ăn của nhà ta, mặc của nhà ta, ở của nhà ta. Ta hôn ngươi một cái thì đã sao? Hôm nay ta phải có được ngươi. Nếu không chịu ta, ta sẽ mét mè, nói ngươi dụ dỗ ta. Lúc đó coi ngươi thế nào? Biểu ca, đợi một lát. Có thật là huynh thích muội không? Tất nhiên là thật rồi. Thôi được, vậy muội tin huynh một lần này. Đừng để cửu mẫu nhìn thấy. Hay vậy đi, tối nay chúng ta hẹn gặp nhau ở trong rừng đi. Trong rừng hả? Thật sao? Chắc muội không thất hẹn chứ. Muội đâu dám. Không lẽ muội không muốn về nhà sao? Tới lúc đó muội học tiếng mèo kêu thì huynh nhớ ra nha. Được, tuân lệnh. Cứ đọc từ từ. Trong rừng nha. Tiểu nha đầu, con có nhớ lầm không vậy? Chỗ này tối như bưng, làm gì có đèn hội gì hả? Con cũng chỉ nghe nhà kế bên nói thôi, không biết tại sao lại như vậy nữa. Cửu mẫu à, lửa bị tắt mất rồi. Bây giờ con đi tìm hai cục đá lửa. Người đứng đây đợi con nha. Con đi nhanh về nhanh đó, ta sợ bóng tối. Con biết rồi. Nhà đầu chết tiệt. Giang tịch, ta nhớ muội quá đi. Tên nào dám sàm sỡ ta, tránh ra. Tránh ra. Sao lại là tiếng của mẹ? Sao lại là tiếng của Quốc Xuân? Quốc Xuân, mẹ, ta đánh chết tên tiểu tử này. Sáng không học hành đàng hoàng, tối thì chạy đến đây meo mã gà đồng. Đúng là uổng công ta nuôi con lớn khôn. Hôm nay ta nhất định đánh chết con. Rồi chết nè, mẹ à. Rồi chưa cái tật. Chuyện này không thể trách con được, là Đỗ Vân Tịch con tiện nhân đó dụ dỗ con. Cái đồ giống ơn, ta nuôi ngươi khôn lớn từng ngày, ngươi không những dụ dỗ con của ta. Dừng tay đi, còn dám quay hai mẹ con ta như trong trống nữa. Dừng tay. Ông làm như vậy? Chuyện này rõ ràng là lỗi ở con chúng ta, sao bà lại trách Vân Tịch? Cha, chuyện này không liên quan tới con. Thì đó, nếu không phải nó dụ dỗ Quốc Xuân, Quốc Xuân cũng đâu có làm như vậy. Tôi nói ông biết, tốt nhất là ông tránh ra, để tôi đánh nó một trận nhớ đời. Mắt công có một ngày nào đó, bụng nó to chình ình lên. Ông nói đi, còn gì là mặt mũi tôi nữa. Ông tránh ra. Ông tránh ra. Đủ rồi, bà nói lý lẽ một chút có được không? Tôi nuôi nó lớn từng này, tôi có lý lẽ lắm rồi. Tốt nhất là ông gả nó đi cho sớm. Nếu không, ngày nào tôi gặp nó thì ngày đó tôi chửi nó, đánh nó. Để coi ông bao che nó cho tới khi nào. Quốc Xuân, chúng ta vào nhà. Dạ, mẹ, ba. Cửu cửu, con xin lỗi. Ta không trách con.
Không trách con đâu, là cửu cửu vô dụng. Cửu cửu không bảo vệ được cho con. Dân tịch, sáng mai cửu cửu sẽ nhờ người tìm một quốc quân cho con, rồi nhanh chóng tổ chức hôn sự, để con không cần phải ở đây chịu khổ chịu tội nữa. Thận Nhi cô nương, cô đừng đi. Cô muốn gì tôi cũng mua cho cô hết. Cô uống chung rượu với tôi đi. Thôi đi. Người đó. Thận Nhi cô nương, hôm qua cô hứa với tôi cho tôi vào phòng cô uống trà mà. Cô không được nuốt lời đó, có đúng không? Thận Nhi cô nương, tôi chuộc thân giùm cô. Cô lấy tôi đi được không? Chuộc thân giùm cô. Các công tử đều nói thích tôi. Là thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Thật hơn trân châu. Chỉ cần cô lên tiếng, muốn tôi làm gì cũng được. Vậy có phải tôi đi đâu thì công tử đi theo đó chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Vậy âm tàu địa phủ thì sao? Ta đi với cô. Ta đi với cô. Ánh mắt đầu tiên là triền miên nhất. Đi qua đời nàng và ta, không chỉ là lời hẹn ước dịu dàng tỉ mỉ làm ấm gương mặt ta, khiến ta quên hết mọi thời gian. Trong giấc mơ đêm hôm qua quá lưu luyến, hoa rơi hoa bay đâu chỉ bên tà áo, quyến luyến bên nhau chẳng muốn thành tiên. Người ta yêu nhất không còn ở bên cạnh. Điện tiêu phòng trường môn hận, hoa rơi bay khắp trên bầu trời. Tầm xuân cô đơn đang buồn rầu dệt ý. Năm này quá năm nọ, quá nhiều quyến luyến, quá đêm dài. Tơ duyên khó đứt, quyển sách cũ nát chẳng thể ghi lại mỗi một người. Hồng nhan